Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay hai bố con mình sẽ tắm cho bạn gì? Bạn Tun. À, bạn Tun của nhà mình nhá. À, bạn Tun đây. Bạn Bơ đây. À, bạn Bơ à? Không phải bạn Tun này, bạn Bơ đúng không? Rồi, mở nước ra, vặn nước ra. Ok. Hả? Vặn hai nước. Không, vặn nước ấy thôi, vặn nước ở đâu rồi, nước mát thôi. Bây giờ trời nắng rồi. Tun ơi, tắm nha Tun nhá. Bẩn quá rồi. Bạn này bạn đi bẩn quá rồi. Cái đai cho Tun nhá. Cả nhà nhá. Đây là bố mình nhá. Bố mình là Thương Hỏi Đẹp Trai đây. Tun nhá. Tun vào đây. Tun vào tắm. Vào đi. Vào tắm đi Tun. Bố đi. Bố bế con Tun vào đi. À. Tun nhá. Bố Tun này. Vui chưa? Bạn Tun của mình. Bạn Tun chỉ là con gái đấy, phải con trai đâu. Bạn Tun của nhà mình thì hay trộm bắt gà cho nên là phải xích suốt ngày. Hôm nay tắm cho bạn Tun này. Tun nhỉ? Tun đúng không Tun? Hả? Tun ăn Tun. Rồi. Rồi. Đi ra ngồi. Hôm nay Tun không ngồi xuống à? Tun ngồi xuống đi Tun. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Đúng rồi, giỏi quá. Hai bố con mình sẽ tắm cho bạn Bơ nhá. Cái này là Bơ này, con ngồi xuống rồi nhá. Hôm nọ bạn Bơ bạn đi thả bạn đi ra một cái bạn đi trộm bắt gà đúng không? Đúng rồi. Bạn đi trộm bắt gà thì làm sao? Đi, con người bị người ta xem xong rồi bị người ta cười cho. Vì người ta cười cho đúng không? Đúng rồi. Rồi. Bạn Bơ này bạn hay trộm bắt gà. Đúng rồi, xong rồi nhá. Xong rồi và bạn ấy còn ấy nhá. Và bạn ấy còn bắt lợn nhá. Bắt lợn á? Ừ. Bắt lợn của nhà. Ôi, con Tun dễ thương quá nhỉ. Con Tun dễ thương quá nhỉ. Ừ nhá, lúc nhá con Bơ, thấy con Tun ngoan không? Đó, hả? Bạn Bơ này bạn ấy hư lắm, bạn ấy đi trộm bắt gà. Bố sức. Xong rồi cần bắt lợn nữa đúng không? Ừ. Thôi lấy nước khác được rồi. Lấy vòi hoa sen đi, lấy vòi hoa sen đi. Ừ. Bây giờ chúng ta sẽ lấy sữa tắm cho bạn Bơ nhá. Bố ơi. Hả? Bố, bây giờ nhá, con cứ làm như này cũng kê nữa rồi, bây giờ nó ngồi xuống rồi, con cứ mua sức. Cái này là sữa tắm của mẹ con đúng không? Thôi thế. Không, sữa tắm của con. Sữa tắm của con. Sữa tắm của gia đình mình. À, sữa tắm của gia đình mình tắm cho bạn Bơ đúng không? Đúng. Cả bạn Bơ nữa. Ừ. Cả bạn Bơ nữa nha. Ừ. Thôi. Gãi cho bạn Bơ nhá. Lúc nha con tắm gãi như thế cho bạn Bơ thôi. Ừ. Gãi đầu này. Đây nhá. Hoặc là bạn không có con bé con bạn Bơ nữa. Bạn Bơ này hay trộm bắt gà này, thế. Đúng rồi. Gà gầy hơn nhỉ. Xem có con bọ không? Không, không có con bọ nữa đâu. Rửa mồm đi. Hay trộm bắt gà. Này, bạn xem này. Xem bạn Bơ này. Bạn ấy hay trộm bắt gà. Rồi, nào, xả đi, xả nước đi. Rồi, thôi, đi ra. Rồi, ôi, đừng. Nhớ tắm lại cho bạn Bơ nữa. Đây, xả đi, xả nước đi. Bơ, cứ nhìn. Rồi, Bơ ngoan cho, ngoan. Cho gần vào đây, cho gần đây. Nào, Bơ, Bơ đến nhé. Đấy, nhưng mà đừng cho nó ra ngoài, em bố nhé, cho nó trong nhà đi. Ừ. Nhé. Rồi, nhất trí. Rồi. Tí nữa cho bạn Bơ đi tắm suối không? Bạn Bơ. Bạn Bơ ngầu. Tí nữa cho con Bơ đi tắm suối với nhá. Ừ, bạn Bơ ngầu thế. Con chạy ra bên này, chạy ra bên này. Mặt bạn Bơ ngầu thế em biết. Đi ăn cơm cho. Hả? Chị Na đây. Chị Na làm gì? Chị Na làm
đun. Rồi. Ấy vào, nhanh lên. Rồi. Rồi thế thôi. Rồi thế thôi. Thế thôi, tụi nhà đi bây giờ đi làm gì nhỉ, Na nhỉ? Đi sấy lông như Tun. Đi sấy lông như Tun à? Rồi, thì bây giờ mình sẽ đi sấy lông cho bạn Tun nha. Bạn bơ chứ nhỉ? Ừ. Sấy lông cho bạn bơ đúng không? Vừa là Tun vừa là bơ nha. Bố mẹ gọi là bơ, bạn Na thì gọi là bằng Tun đúng không? Bạn bơ. Hả? Bạn bơ nốt. Bạn bơ nốt. Rồi, nhanh chị. Tun Tun. Đi đây. Rồi. Bơ. Bơ.